cloud of doubt was casted over Jackie Love at the start of this split. Was he past his prime? Would he ever get back to his best? Jackie Love answered those questions, and in a way, only Jackie Love can. My time, Chicken, trying to be the fridge here, but looks more like a fridge magnet. Trying to get not CZ, but he will die. Stormbringer for Jackie Love on top of his head, but Knight into the back line. He's taking everyone. JJ gets kicked. Jackie Love cleans up. Viper now dealing with the sediment, but Jackie Love's over the wall. I've said it before, Lyric, but it's adoration time for this Draven. As the summer split marches on, top esports are going from strength to strength and recapturing their 2020 form. Death Sentence, True Shot Barrage, it's gone. Baron secured, Knight on top of Mako, who gets low, but Scout, double distortion, Infinity Kick, kicked away, he can't get any kills, and healing up is Jackie Love. Caster survives as well, frontlining is Jackie Love too. He survives once more as Viper's trying, but the Death Sentence from Dwarf, fantastic, backline again, Caster's just done it, Jackie Love will clean it up, and Lyric, ring the goddamn bell! With their fire feeling more like embers, FBX have decided a roster shakeup is what they need to reignite this Phoenix's flare. Oh, we might see a fight being committed to. The Baron is putting down a lot of poke, but not enough to stop everyone from FBX just fully committing and turning that cow into mincemeat. Mink is the first casualty of war, as they're going to see more and more people falling. But no matter what changes FBX make, there is always one player you can rely on. Doonby. The affectionately known super carry has been in the form of his life and continues to burn bright for his team. Player doesn't land onto anybody. There's the equalizer trying to fend off, but it is FBX to pick up their third dragon and soul point. The moonfall is good, but look at Gala. He's just free hitting. Gala's getting all these feathers down. The Jace is dead. They're going to be able to take down the Diana as well. But Doonby picks up two out of nowhere and three for Doonby. This man is ridiculous. Oh, he does it for Doonby. A pentakill for Doonby. That was insane. Evolution. If you stop changing, you're left behind. Both of these teams know just how important it is to adapt and change to get the best out of your situation. With playoffs looming on the horizon, defeat is not an option. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với EBL Việt Nam rồi để chúng ta cùng đến với hai cặp trận đấu của ngày thứ đó hôm nay. Cuộc đụng độ đầu tiên sẽ là cuộc đụng độ mà chúng ta phải nói là rất đáng có thể mong chờ. Tại vì đây sẽ là một cuộc đụng độ để có thể không chỉ là giúp cho các bạn fan của Suning có thể biết được thứ hạng của Suning sẽ có thể có một sự cải thiện hay là sẽ không có tin vui gì hay không, hoặc là sẽ là một cái tin buồn khi LGD đội hiện tại đang là một trong những đội cạnh tranh top 10 với lại Suning. Họ sẽ có được một cuộc đụng độ khá là dễ thở trước một đối thủ đó là Thunder Talk, đội hiện tại chỉ có một chiến thắng mà thôi. Chính xác là như vậy, khi mà hiện tại LG họ đang gặp một vài vấn đề sau trận thắng trước IG. Họ thua liên tiếp đã là 3 trận rồi và như vậy là họ đang rất cần điểm để có mặt trong giai đoạn top 10. Còn điểm nhanh về kết quả ngày hôm qua thì bạn thấy rằng cả hai cặp trận đều diễn ra với một kết quả khá là chóng vánh, khi mà RNG họ có được trận thắng 2-0 trước V5, nhưng phải nói rằng trong cả hai trận thắng của họ thì tôi có cảm giác rằng cái ván đấu đầu tiên á, V5 đã làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình rồi, nhưng cái đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội, giữa một nhà đương kim địch MSI và một đội đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, nó vẫn có sự chênh lệch và sự khác biệt. Mặc dù có những thời điểm dẫn trước đến từ V5, nhưng mà sau đó họ vẫn đón nhận thất bại. Trong khi đó thì cuộc đối đầu giữa Top Esports và BLG nó vẫn chứng minh rằng Knight ở khu vực đường giữa, anh ta là một những người chơi hàng đầu tại EPL với phong độ và khả năng gánh team của anh ta cực kỳ khủng khiếp. Còn đây chính là bảng xếp hạng, chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng ở giai đoạn hiện tại LG đang xếp thứ 11, còn trong đó Suning xếp thứ 10. Nhưng hiện tại chỉ còn cách đúng một trận thắng nữa thôi, đó là nếu như LGD mà giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì họ sẽ tạm xếp trên so với lại Suning. Không chỉ xếp trên so với lại Suning mà họ còn có thể gọi là xếp trên so với lại WE nhờ vào cái số trận thắng của mình nữa. Cho nên cơ hội đến từ LGD bây giờ không bây giờ thì còn bao giờ. Đối thủ của họ tới là thoát rồi, hiện tại đang đứng áp chót với một trận thắng và 9 trận thua, âm 14. Chắc chắn là một trong những cái chỉ số mà chúng ta không nhìn thấy ở bất cứ một đội nào cả.
Và chưa kể đến là ở trong cái cặp trận đấu thứ hai cũng sẽ là một cặp trận đấu nó vô cùng hấp dẫn và cũng đang rất là mong nhiều sự chờ đợi đến từ fan của The Side, khi mà Invictus Gaming đã có một cái màn trở lại, một cái sự trở lại đến từ The Side không được ổn lắm. Đây chính là cơ hội để có thể làm lại được một lần nữa, cũng như là có thể tìm lại được chính bản thân mình sau một khoảng thời gian nghỉ quá lâu đến từ The Side. Nhưng nếu bạn thật sự là fan của Suning thì bạn chắc chắn mong muốn IG sẽ là người thua cuộc. Tại vì nếu như mà IG thua cuộc thì cơ hội cạnh tranh của IG sẽ ngày càng thấp xuống. Thì IG sẽ bắt đầu giống như những đội top dưới như là Rogue Warrior, như là Ultra Prime, Thunder Talk hay là V5 sẽ khó lòng thể cạnh tranh vô chiếc VF Playoff. Còn những đội như là LGD hay là RNG thì cơ hội vẫn còn rất là nhiều. Tại vì bạn thấy rằng IG thi đấu mới đó là 9 trận mà thôi, trong khi đó thì RNG thi đấu 9 trận và họ thắng 4 thua 5. Còn với Suning thì họ cũng thi đấu 10 trận nhưng họ thắng 5 thua 5. Thì nếu như mà bên phía của RNG thi đấu một trận nữa mà họ thắng thì họ sẽ có cân bằng điểm số với lại bên phía của Suning. Thì mùa này em ta thấy rằng có những đội bước lên được cạnh tranh top, thì đó là những cái tên rất là đáng chú ý như là OMG, như là Bilibili Gaming. Thì những đội này đều đã có cho mình đó là 6 trận thắng rồi. Nếu như LGD ngày hôm nay có được thắng lợi trước bên phía của Thunder Talk thì tiếp tục là một cuộc cạnh tranh top 10 rất là căng thẳng ở giữa bảng xếp hạng. Tại vì thời điểm bây giờ thì bạn đã đến với giai đoạn đó là giai đoạn nước rút mùa giải rồi. Mỗi đội thi đấu ít nhất là tầm 10 trận. Thì đến những trận cuối cùng của mùa giải như thế này thì tất cả mọi trận đấu đều cực kỳ quan trọng. Những điểm số là không thể nào mà không kiếm được cả. Bây giờ là chỉ... Tức là cái cuộc cạnh tranh nó rất là khốc liệt nha. Nó không chỉ là từ 2 đến 3 đội mà có thể gọi là 4-5 đội. Và có thể lên được con số đó là 6 nếu như những đội ở thứ... 12, 13 họ có thể có được thêm nhiều trận thắng nữa. Người đứng hạng 5 hiện tại đó là Top Esports, họ đang có 6 trận thắng. Riêng Đông Gaming Minh cũng tương tự như vậy, và OMC cũng tương tự như thế. Còn trong khi đó thì Doubly trở xuống, tức là Doubly, Suning với lại LGD trong giai đoạn này đang ngang nhau một trận thắng. Chính xác hơn là họ chỉ cần đúng một trận thắng thôi là họ đã có thể vươn lên so với lại những người còn lại này. Tức là chỉ cách biệt nhau đúng một trận và hai trận. Cái khoảng cách đó là trong những khoảng cách rất là mỏng manh và rất là nhạy cảm. Bạn có thể sẽ thất bại ở trong bất cứ một trận nào đó. Bạn bị đá ra khỏi top 10 là một câu chuyện rất bình thường mà thôi. Cho nên ở trong những trận đấu ở cái lượt về này, tất cả những đội ở giai đoạn hiện tại, đặc biệt là các đội hiện tại đang đứng từ hạng 5 trở xuống, đang gặp khá nhiều những cái sự nguy hiểm nếu như họ có thêm bất cứ một cú sẩy chân nào. Đừng nên sẩy chân quá 3 lần. Nếu như sẩy chân quá 3 lần, chắc chắn là cái cơ hội để bạn có thể bước được vào vòng đấu sau, vòng đấu playoff là quá khó đi. Mỗi đội thi đấu 16 trận thì bạn phải có cho mình ít nhất là 9 trận thắng để có thể đảm bảo rằng cơ hội của mặt ốc playoff. Thì với 9 trận thắng thì bạn chỉ được phép thua đó là 7 trận mà thôi. Nhưng đội bạn thấy rằng thua đâu đó tầm 6 trận thì cái nguy cơ của họ hiện tại đang là khá cao để có thể mất chiếc playoff playoff. Tại vì nếu như bạn thắng một phần nửa số trận đấu của mình, chỉ có thể gọi như là cạnh tranh với vị trí đó là top 9 và top 10. Nhưng bạn cũng không chắc chắn được đối phương sẽ chỉ là 8 trận mà thôi. Cho nên bạn thấy mùa trước thì phải 9 trận mới có thể gọi như đảm bảo cho mình được một chiếc vé đến giai đoạn vòng playoff. Thì những cái đội hiện tại tôi nghĩ rằng ở top trên như kiểu là Jindong Gaming, như là Top Esports, LNG, Rhythm, FunPub, hơn cả đó là EDG đang khá là chắc suất rồi. Thì phong độ hiện tại đến tình phía Top Esports thêm cái Jindong nữa. Chúng ta trở về cái đấu ngày hôm nay đi, khi mà Thunder Talk đối đầu với lại phía LGD. Thunder Talk sau trận thắng của họ trước V5 thì đó là một chuỗi thua khá là dài của họ. Họ thua liên tiếp đó là 4 trận rồi. Trong khi đó thì LGD có một chuỗi phong độ của họ khá là bay khi họ thắng liên tiếp một vài trận đấu. Sau đó là họ thua liên tiếp, bây giờ là 3 trận. Họ thua trước EDG, một điều rất là dễ hiểu mà thôi. Họ thua trước RNG thì câu chuyện cũng không phải là quá bất ngờ. Thì những đội bên phía của LGD thua cũng là những đội top trên mà thôi. Nhưng cái câu chuyện là họ có kiếm được điểm của những đội nhóm dưới hay không. Nếu như họ làm được điều này thì cơ hội của họ vẫn là còn chứ không phải là không. Nếu chúng ta so LGD là một đội ở mức độ khá hoặc là trung bình đó, thì tôi nghĩ là cái phong độ của LGD ở mùa giải này nó ổn. Tức là bạn thua những đội được đánh giá cao hơn bạn, nhưng bạn thắng ở những đội được xếp chiếu dưới bạn, thì cái câu chuyện đến từ LGD là câu chuyện khá bình thường mà thôi. Nếu như được so sánh với các đội còn lại hiện tại ở trong top, từ top 6 trở xuống, thì tôi có cảm giác như LGD là một trong những đội ổn định nhất. Họ có được những trận thắng rất quan trọng trước những đối thủ được xem là chiếu dưới, ví dụ như là Ultra Prime, ví dụ như là V5, và đôi khi là những đội nào ở phía gọi là xếp dưới hơn nữa, ví dụ như là BLG chẳng hạn. Tức là những đội được đánh giá ngang kèo hoặc là dưới kèo đối với các thành viên của LGD thì họ vẫn có được những trận thắng.
Còn nếu so sánh với lại S của Kiếp Minh hay là LNG, tôi cảm giác là nó thương nó khó dành cho bên phía của LGD lắm. Còn đây chính là hai key player Shadow, người đi rừng hiện tại đang có một phong độ rất cao. Thực sự mà nói, tôi đánh giá cao cái phong độ của anh chàng này trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt cái sự hỗ trợ cũng như là cái điểm MVP dành cho Shadow là vô cùng nhiều. Còn trong khi đó Seoban, một người đi rừng của Thorathot cũng đang có một mức độ ảnh hưởng khá lớn. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là các thành viên còn lại ngoài trừ Lăng ra thì tôi cảm giác là khu vực đường giữa và đường dưới với Thorathot không ổn lắm. Nó khiến cho mặc dù Seoban, chúng ta hãy nhìn nè, những cái chỉ số của anh chàng này nó đều nhỉnh hơn so với lại Shadow phía bên kia, nhưng bởi vì đây là một game đấu 5 năm chứ không phải là một game đấu một người mà có thể gánh được cả một ván thi đấu, cả một trận đấu, cho nên tương đối khó cho Seoban có thể một mình làm nên được mùa xuân lắm. Anh ta cần có một cái phong độ tốt, anh ta cần có một cái tâm lý tốt đến từ người chơi đường giữa và đường dưới để có thể hỗ trợ và giúp cho Thorathot ít nhất là bạn cải thiện một tí xíu ở trên bảng xếp hạng, chứ đứng áp chót thì tôi cảm giác là nó hơi tù túng quá. Tôi nghĩ thì Seoban anh ta đúng như anh Trung nói, một mình là không đủ, nhưng bạn thấy rằng khu vực đường dưới chưa bao giờ là ổn nhưng cho nên thiếu có Thorathot cả. Tại vì mùa này thì họ có thêm Gia trong cái đội hình của mình thì có vẻ như cũng là những cái sự khó khăn nhất định, tại vì việc mà bỏ một người chơi khu vực đường giữa mới vào có cảm giác như nó cũng chưa phải là một điều gì đó thay đổi quá đáng tích cực dành cho anh phía của Thorathot. Trong khi đó khu vực đường dưới thì xem đi anh ta vẫn nằm ở mức xạ thủ tầm trung mà thôi, khi mà bạn thấy rằng cái khả năng xử lý kỹ năng của anh ta thêm cái là khả năng chọn vị trí của anh ta không thực sự ổn cho lắm. Trong một vài tình huống hoặc là đi đường của anh ta cũng không tới mức là vượt trội so với đối phương nữa. Cũng khá là nhiều kèo mà anh ta thua ở khu vực đường dưới, nó khiến cái thế trận của anh phía Thorathot nó không được như ý mong muốn của họ. Tôi muốn trở lại với một cái ý mà anh Trung nói khi nãy, đó là việc mà LG thắng được những đội top dưới thì đúng như là như vậy, khi mà từ đầu mùa giải tới giờ họ có những cái trận thắng rất là quan trọng nha. Tại vì bạn hãy kể những trận mà họ thua, đối thủ đều là những đội đang đứng trên họ, mà những đội mà trận mà họ thắng, ví dụ như bây giờ khởi đầu họ thua Rhythm, đội đang có phong độ rất là cao, nhưng mà họ thắng được Ultra Prime, họ thắng được đó là Suning, họ thắng được đó là IG, bây giờ họ thắng luôn cái Ultra Prime và thêm cả đó là IG, thì những trận tiếp theo thì họ có thể thắng cho mình đó. Ví dụ như bạn thắng một đội nhóm dưới như là V5, như là Thunderthot, hay là thêm cả đó là Rock Warrior, thì cái điểm số của họ kiếm được sẽ rất là quan trọng. Tại vì có những trận mà họ cũng làm những bất ngờ, kiểu như là họ thắng được cả Zeno Gaming nữa. Cho nên điểm số bây giờ là những cái điều gì đó mà phía LGD đang cần rất là chắc chiều. Những trận đấu như thế này không thể bỏ được. Bạn nói đầu với những đối thủ đó là nhóm giữa và thêm cả nhóm trên biết được trận thắng, nhưng đội nhóm dưới như thế này bạn không thể nào thua. Tại vì một trận thua bây giờ với LGD cũng như đội nhóm dưới không khác nào cách là họ tự tước chiếc vé của mình khỏi vòng playoff cả. Chúng ta cùng đến với tấm và chọn với LGD và Thorathot. Nếu như giành chiến thắng ở trong cặp trận đấu này với cái chỉ số đó là 2-0 thì cái chỉ số đến từ bên phía của LGD sẽ có một sự cải thiện rất là tuyệt vời nha. Nên nhớ họ đang có được một chỉ số đó là dương 6, nó nhỉnh hơn rất nhiều so với lại các đội còn lại ở xoay quanh họ trong top 10. Những lượt cấm đầu tiên nó từ phía từ anh Trung ơi. Ủa trừ 2 à? Sorry, tôi nhìn nhầm chỗ. Dương 6 là dương 2, trừ 2. Ừ, dương 6 là dương đông, quên, nhìn nhầm người. Chứ tháng 5 tôi 6 và dương 6 thì hơi đầy đỉnh. Đùa thôi. Nó lâu rồi, mắt mù tay điếc tí xíu. LGD, những lượt cấm đầu tiên của họ Rỉa Tông, Lớp Lăng và Kalista. Trong khi đó thì bên phía của thật thoát họ cấm đi Akali, cấm đi Diana, cũng như là cấm đi Vigo. Như vậy là con Dress đã được nhả ra, kết hợp thêm một con Nocturne ở phía bên tay trái các bạn. Thật thoát đã ưu tiên cho con Nocturne này luôn rồi. Tôi nghĩ là những sự lựa chọn khởi đầu Thorathot là họ chọn theo kiểu là những đấu sĩ khả năng đi đường rất là ổn, và bạn cũng không ngại việc đối phương sẽ chọn vị tướng nào, tại vì hiện tại những vị tướng này khả năng đi đường rất là tốt và cái kèo đi đường cũng không phải gặp quá nhiều áp lực. Họ chọn Lee Sin và thêm cả Nocturne, đây là hai vị tướng hoàn toàn có thể hoán đổi nhau trong khu vực rừng nữa, khu vực rừng trên. Con Rai này thì vẫn một phần trăm nhỏ thể lên khu vực rừng trên, nhưng thật ra tôi nghĩ là con Rai này chọn cắm khỏi tay CA khá là nhiều, khi mà CA khả năng chơi một vị tướng khu vực rừng giữa khá là hợp lý. Thì hiện tại có một con Salad dành cho anh phía LG cũng khá là khỏe nha. Tôi nghĩ là Salad trong cái kèo này đi được với là con Rai, thêm cái là giai đoạn về sau bạn thấy rằng cướp chiếc cuối đến từ Lee Sin, cướp chiếc cuối đến từ Norton, thì cái độ cơ động trong những pha tranh đến từ Salad cũng có, thêm cái là cái độ ảnh hưởng trong những pha tranh với lượng sát thương gây ra cũng là khá nhiều. Nhưng mà LG khi mà họ đã khóa cho mình đó là Thresh rồi thì không có lý do gì không chọn Aphelios khu vực dưới cả. Có Aphelios, có Thresh, LGD đã quyết định hạn chế đi những con tướng có khả năng khóa mục tiêu khá ổn, đó là con Nautilus. Để coi quyết định cấm thêm ví dụ con Rail hay là con Leona nữa không, những con tướng có khả năng khiến cho một Aphelios sẽ tương đối khó bắn vào trong đội hình này. Thorathot đang sở hữu những vị tướng đánh trên tòa bản đồ rất ổn nha, họ đang nắm giữ một Rai, họ đang nắm giữ một Nocturne.
Nếu như Tarotot chơi theo dạng gọi là kiểm soát trên toàn bản đồ và cố gắng làm sao chờ đợi cho cái tình huống gọi là chiêu cuối của mình có đó, thì cái đó Tarotot sẽ tạo được rất là nhiều tiền đề. Nhưng cái vấn đề nặng mà họ cần phải giải quyết trước đó là cái khả năng kiểm soát hai bên cánh. Nếu như Tarotot có thể kiểm soát được khu vực đường giữa hay đường dưới và sau đó là có thể kiểm soát được lên khu vực đường trên dựa trên con Nocturne nữa, thì họ sẽ rất dễ dàng để có thể đánh được vào đội hình này của LGD. Còn ngược lại, LGD chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian để cho Gorfalex đủ đồ thì gần như trong pha cho đánh rất khó cho Tarotot có thể tác động được đủ lớn. Bởi vì đội hình này của Tarotot, chúng ta nhìn lại cái lượng sát thương bùng nổ á, nó hơi bị hạn chế, nó sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Còn trong đó phía ngược lại, LGD đang có một lượng sát thương khá đồng đều dựa trên một con sinh chồng Gorfalex. Nó có được cái công cụ hỗ trợ chính là khi mà họ chọn Kama khu đường giữa, với khả năng đẩy đường tốt Kama, với khả năng lên những trang bị hỗ trợ nhưng vẫn có tác động trong pha tranh thì giúp cho con Xin Zhao khá là nhiều. Nhưng mà tôi có nghĩ rằng Kama Xin Zhao sẽ là cặp khá là khỏe, nhưng có vẻ như LGD họ không muốn tất cả mọi thứ dùng hết vào Shadow. Và như nói thì khi mà bạn chọn Salad ở khu vực đường giữa, tôi không hiểu tại sao Thanh Tóc lại không ban cho mình con Salad nữa nha. Tại vì con Orianna đi đường mới là con Rai thì con Rai không sợ, chứ con Salad đi đường mới là con Rai thì đồng ý là con Rai vẫn không sợ. Nhưng mà cái mức độ nguy hiểm của con Orianna với là con Salad và con Rai thì con Salad sẽ nhiều hơn. Và thậm chí giờ đang về sau nữa kìa, Salad có thành một vị tướng đẩy đường lẻ dành cho anh phía LGD. Tại vì khả năng 1v1 của con Salad có được nhiều sức ép hơn so với là con Orianna. Thì LGD đang có những cái điều mà họ mong muốn, bây giờ thì chọn khu vực đường trên cuối cùng để xem suy nghĩ xem LGD sẽ cần cái gì đây. Hiện tại khả năng ban vào có từ Salad đến từ Xin Zhao, thêm cả sự bảo trợ dành cho Apelot có Trash rồi. Thì có thể họ đang cần một cái lượng sát thương DPS để hỗ trợ, hoặc là những vị tướng kéo máu cũng được. Bên phía bên kia thuộc dạng lên trang bị về máu, như con dây khu vườn trên có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Nếu như họ tự tin thì có thể là Na. Nhưng mà bên phía LGD thì họ đang thiên hướng cho mình là một vị tướng chống chịu, chăng họ để cho mình đó là Mundo. Tức là họ cảm giác như nếu như mà chọn thêm một con tướng dùng để thắng đường nữa thì đội hình này của LG sẽ tương đối mỏng, mà không thể nào dựa vào một con Xin Zhao được, nó sẽ hơi khó. Cho nên họ muốn gia tăng cái độ dày trong cái đội hình này lên. Tôi cũng hiểu cái ý định của anh Hảo, đó là muốn chọn một đội hình mà cả ba đường đều có một cái sự nguy hiểm riêng biệt. Đó là dây khu vực đường trên Hà Na, khu vực đường trên với xã tay dài khiến cho nó tôn rất khó ra một cánh khác. Rồi đường giữa một sai lát phải kết hợp với Xin Zhao để tác động lên một con Rai và cặp đôi xảo thủ hỗ trợ khu vực đường dưới. Đây là bộ đôi rất khó để có thể đụng đến, và chưa kể đến đây là bộ đôi khả năng cấu rễ cũng khá khủng khiếp chúng ta thấy trong một vài trận đấu gần đây rồi. Nhưng mà LGD họ vẫn muốn đặt lên trên cái sự gọi là đột phá đó bằng một cái sự an toàn, nó cũng hợp lý dành cho LGD mà thôi. Khi trong đội hình của bạn có một chống chịu, bạn cũng sẽ yên tâm hơn. Tại vì cái nguồn sát thương đến từ một con Nocturne nó sẽ có chỉ tác động lên cá nhân của Aphelios, nhưng những thành viên còn lại muốn tác động lên Aphelios cần phải suy nghĩ rất nhiều. Họ cần phải bước qua một cái bức tường thành mang tên Dr. Mundo. Dr. Mundo với cái chiêu cuối được bật lên, anh ta có thể sẵn sàng đứng che những nguồn sát thương từ vòng ngoài vòng vào. Chúng ta nhớ nè, đội hình này bên phía của Tarotot á, được con Nocturne là có thể bám được vào một mục tiêu. Những con tướng còn lại tôi cảm giác sẽ tương đối khó. Có thể thêm con Lee Sin vào, nhưng để cho một Lee Sin có thể tác động được lên người của Aphelios phải đi qua một cái vòng rừng khá là dài, ví dụ như vòng rừng của đối phương, rồi sau đó là từ đằng sau đá lên hay là một sự bất ngờ từ vòng cánh. Nhưng nếu như không có được những con mắt tốt, nếu như không kiểm soát được khu vực rừng tốt thì cũng tương đối khó dành cho Lee Sin mà thôi. Cho nên nếu như trong đội hình này có một chống chịu, tôi cảm giác như nó sẽ có một sự an tâm nhiều hơn so với lại là một đội hình mà bạn chọn quá nhiều vào trong giai đoạn đi đường, rồi bỗng nhiên bạn sảy chân trong giai đoạn đi đường đó, rồi bạn đi luôn cả một ván thi đấu, thì cảm giác như nó sẽ hơi buông thả dành cho LGD lắm. Nói chung là bây giờ rất là khó dành cho phía của Tarotot, không phải chỉ là mặt chất tướng mà còn mặt nhân sự nữa, khi mà những nhân sự của họ đang có phong độ không phải là quá cao. Và với kèo này khu vườn giữa, tôi vẫn tin là những người chơi Salad có kỹ năng thì có khả năng xử lý kèo này khá là ổn khi đầu với là con Rai. Mặc dù là con Rai khả năng đẩy đường tốt, nhưng những người chơi Salad có thể canh thời điểm để có thể dọn lính, và thêm cả là bạn có thể chấp nhận thu đối phương một vài chỉ số lính hoặc là 10, 15 chẳng hạn. Nhưng khi bạn có khả năng tấn công thì con Rai rất là khó lòng để có thể chống đỡ. Tại vì trước khi có được trang bị thần thoại thì con Rai không có khả năng giữ chân Salad lại. Ví dụ bạn giữ với bằng ngôn ngữ thì con Salad vẫn còn cho mình đó khả năng tiếp cận với đồ vương là 1, săn và bắt là 2. Thì đó hai công cụ Salad khả năng trả lượng sát thương rất là lớn. Để xem cái kèo này khu vườn giữa CA sẽ là, ôi trời ơi, giờ tôi mới cảm ơn, giờ tôi mới để ý anh Trung ơi, một người là GA, một người là CA. Có một sự trùng tên nhẹ nhẹ ở đây à. Trong khi đó thì CEO Pân người ta khởi đầu dưới sự hỗ trợ của Pudding, và thêm cả đó là bên phía Sam D nữa.
Như vậy là khu vực đường dưới, Kramer sẽ là người di chuyển ra đường trước và anh ta đang muốn tích lính ngược về hướng của mình. Và cái vòng rừng này sẽ là cái vòng rừng xuống khu vực đường dưới hỗ trợ. Shadow sẽ phần ở đó có được cái đợt lính này thì ấy là tình huống mà có thể nguy hiểm cho Pudding, và thêm cái đó là Sandy nữa. Ý định của Sandy với lại Pudding rất là rõ ràng, họ muốn cái đợt lính này đẩy vào gần trụ để họ có thể dễ dàng mà thoải mái farm hơn so với lại đối thủ phía bên kia. Họ không muốn bị nhiều tác động lắm đến một con Dresser ở trong những tình huống cấu rỉa đầu tiên, dựa trên cái xả tay dài giữa anh chàng này với lại cái súng thiên lý của Rammer như một bắn thường. Cho nên là cái việc hỗ trợ đến từ Seven, tôi hiểu họ chấp nhận câu chuyện họ ra đường trễ hơn đối phương, nhưng mà bù qua sắt lại họ sẽ có được một thế lính nó đủ sự an toàn. Nhưng mà Rammer cũng hiểu câu chuyện đó, Rammer không chủ động đẩy lính vào bên trong và ta cũng không chủ động đánh ba con lính đánh gần trước để có thể có được những tình huống tác động đẩy sớm vào bên trong trụ rồi khiến cho Sam đi phải pha bên trong trụ. Nhưng như vậy sẽ đẩy cao, đôi khi một tình huống cấp độ 2 thôi, một con Lee Sin có thể bỏ hẳn những cái bãi quá rừng ở khu vực nửa dưới để có một pha tác động đủ mạnh và đủ lớn khiến cho Rammer và Mark phía bên kia mất một cái phép hỗ trợ ở đó. Cho nên cả hai đều có những tình huống gọi là đầu đấu đầu từ nãy giờ rất là nhiều. Nhưng bên phía của LGD với cái sự tỉnh táo của AFE với là con Dress vẫn đang có một mức độ gọi là lính nó đủ an toàn cho cặp đôi này có thể farm. Nhưng mà bạn nhìn thấy cái thế lính ở khu vực rừng dưới, lúc đầu thì Kramer anh ta muốn kéo ngược về phía của mình, nhưng mà tại vì cái thế này cũng không phải là thế thuận lợi để cho anh ta kéo ngược lại về, tại vì bên phía bên kia thì cũng chủ động đẩy, anh ta muốn kéo máu. Khi mà kéo máu thì bạn phải đánh bớt lính để có thể có được cái lượng máu kéo nó ổn hơn. Trong khi đó khu vực rừng giữa có những cái pha xe anh ta ăn lính hơi có thể gọi là bất cẩn một xíu, khiến cho lượng máu của anh ta nó thiếu hụt. Và với con Salad hoài đại ban đầu thì bạn biết rằng luôn luôn thiếu năng lượng với khả năng đi đường hạn chế từ con Salad. Bên phía bên kia thì Jay anh ta chọn cho mình cái lối lên trang bị nó hơi cổ điển ngày trước, vì bạn thấy rằng lên cho mình sẽ là cái viên lam ngọc, sau đó bạn nâng cấp cho mình nó giọt nước mắt. Nhưng bây giờ kể từ khi những trang bị cái giọt nước mắt đã thành một trang bị riêng rồi, thì lên lam ngọc như thế này người ta muốn hướng cho mình đó là bí trường thất truyền càng sớm càng tốt, giúp cái lượng năng lượng hồi của anh ta với mỗi lần lên cấp đến từ cái nội tạng của trang bị này sẽ có khả năng tốt hơn khu vực đường giữa. Nhưng cái khoảng thời gian tích nước mắt của anh ta sẽ lâu hơn, và đồng nghĩa việc là sát thương của anh ta sẽ bị ít hơn trong pha gian giữa của ván đấu với việc là tích nước mắt như thế này. Trong khi đó khu vực đường dưới thì khả năng đẩy đến từ Mark thêm cả đó là Kramer là khá tốt, và để xem những tình huống kéo máu của họ như thế nào. Tại vì không chỉ đẩy nha, sau những tình huống đẩy, cái việc bên phía của Kramer và Mark làm là phải né những cú quy đến từ con Rakan, tại vì đó là cái khả năng hồi phục rất là tốt đến từ bên phía của Thanatos. Tôi nghĩ vẫn sẽ được, Mark đang có được cái hộ vệ và kết hợp thêm là những con lính có thể che một tí xíu, nó khiến cho Sam đi bắt buộc đôi khi phải sử dụng cái dịch chuyển của học mình để có thể tác động được lên người của đối phương. Một tình huống gan ở đây, một pha nhảy không đủ chuẩn đến từ Pudding, nó khiến cho cái tình huống đánh này đến từ cái thân đầu tóc nó sẽ ngố thêm một khoảng thời gian của Seobun. Nếu như Seobun tiếp tục muốn tìm cơ hội và đặc biệt hơn là muốn tìm mài hạ gục sớm ở khu vực đường dưới này, bởi vì hãy nhìn cái công cụ giao tranh ở khu vực điện đến từ bên phía của Thunderthought, họ chỉ đúng một cái xuất hiện hoành tráng nó từ bút điên là có thể giải quyết được cái pha CC lên người của Mark cũng như là Rammer phía bên kia mà thôi. Nhưng pha vừa rồi anh ta nhảy hụt, nó khiến cho cái tình huống đánh vừa rồi lên Seobun đã phải giảm đi cái tốc độ tấn công của họ, và không có cách để cho Thunderthought có thể tiếp tục một pha tạo sự bất ngờ ở khu vực đường dưới này. Con Raka thì khi bạn đánh ở khu vực đường dưới, bạn đánh thế tấn công rất là khó. Thật sự là như vậy, đặc biệt là tướng đó cũng là tướng đánh xa nữa. Ví dụ như bạn đánh những vị tướng kiểu như bên phía bên kia là con Leona hoặc là con Alista hoặc vị tướng hỗ trợ ngày trước kiểu như con Kragas, khi những vị tướng cận chiến phải đứng một cái tầm xa xạ thủ của bạn á, thì khả năng tấn công con Raka sẽ là cao hơn. Chứ còn Raka bắt Raka đánh thế tấn công đối đầu bên phía bên kia, ví dụ như Thresh, như là Aphelios, như những con tướng hỗ trợ khác, thì rất là khó cho con Rakan có thể xuất hiện hoành tráng thành công chính xác vào người đối phương được, tại vì tầm W của con Rakan không phải là xa. Nhưng Silver thì anh ta sẵn sàng bỏ thời gian khu rừng dưới, anh ta biết rằng đường dưới của mình ở đầu bên phía bên kia là thế chơi phòng ngự. Và đây, để chờ xem Pudding làm được cái gì, bên phía này cũng có xuất hiện từ Shadow luôn. 3-3 3-3 và Shadow không có lo ngại lắm nha, cái vấn đề chỗ Shadow không có lo ngại lắm. Nhưng Ye đang có cấp độ 6 và có một sự hỗ trợ nhẹ. Xin Giao đang di chuyển ra khu vực bờ sông để tránh trường hợp Ye có thể di chuyển ra khu vực giữa của bờ sông là có một pha tác động. Một tình huống án tự trúng, tất cả mọi thứ đang dồn người mắt sử dụng lời xáy để bỏ chạy, anh ta mất tóc biến. Và đó là một cái pháo trọng trường khá chuẩn đến từ Rammer trước khi anh ta bị mất cây súng, rất quan trọng. Và Rammer vừa rồi có một tình huống xử lý nó đủ sự tinh tế, nó khiến cho Sammy vừa rồi không thể nào rướng bằng cách tóc biến lên bắn thêm một phát nữa. Mất một thành công, thật sự phải nói đó là một thành công dành cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ phía của LGD. Bởi vì chúng ta hãy nhìn ngược lại, Thanatos cũng mất cái phép hỗ trợ y chang như là bên phía của LGD mất vậy, đó là cái hồi máu. Pudding thì chỉ có mất hồi thiêu đốt mà thôi, còn trong đó mất thì mất tóc biến. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là mất không nằm xuống,
Đây là thông tin rất quan trọng để cho bên phía của LGD có thể tấn công ở trong khu vực rồng mà không hề lo ngại là sẽ có một pha giao tranh khốc liệt mà mình bị thiếu người ở khu vực đường dưới này. Đối phương cũng đã gần hết tài nguyên và cũng gần mất một lượng máu. Trong khi đó Seabank vừa rồi cũng đã mất một cái lượng kha khá về mặt tài nguyên rồi. Nên tương đối khó để cho bạn có được một pha đánh thắng lợi và thuận lợi ở ngay trong khu vực hang rồng như thế này. Ở cái pha vừa rồi, nếu như mà Shadow có mặt ở gần khu vực dưới, nghĩa là anh ta kiên nhẫn thêm một tí nữa thì cái cơ sở tấn công nhìn trên phía của LGD sẽ cao hơn rất là nhiều. Tại vì bạn thấy một pha ba người bị giữ lại thì cái can trường kết hợp với phong lôi thương là sát thương rất là nhiều. Khoai ban đầu đến từ con Xin Dao có thể tấn công vào ba thành viên khi mà không còn khả năng đáp trả sát thương đến từ thờ thoát nữa. Nhưng tại vì bên phía của Shadow thì anh ta muốn chủ động kiểm soát con rồng, anh ta di chuyển ra cắm mắt ở những cái đường di chuyển ra đến tận phía của Z, và con sông này, khu vực đường dưới là hoàn toàn sông thuộc về phía của LGD rồi. Bạn thấy rằng tầm nhìn của họ được triển khai khu vực đường dưới có hai mắt kiểm soát trước khu vực hang rồng và thêm cả cái bụi trên sông như thế này, thì có như đánh đổi thì đánh đổi mất tốc biến từ mát, nhưng đổi lấy tầm nhìn khu vực đường dưới và thêm cả đầu tiên ban đấu thuộc về trên phía LGD nữa. Những cái câu chuyện bây giờ thần tốc sẽ có cơ sở để phản công ở thời điểm cấp độ sau đến từ Pudding. Khi mà siêu phân xuống khu vực đường dưới một lần nữa thì hai tốc biến từ hai người chơi khả năng mở dành cho thần thoát đó là Shin, đó là còn Lee Sin cộng với lại cả đó Rakan thì có thể tấn công vào con Thresh như thế này. Thì nếu như mà họ làm được thì để dứt điểm thành công được bên phía của Mark là một điều có thể, nhưng đến thời điểm hiện tại đây là phút thứ 8 của ván đấu, thần thoát họ di chuyển lên cánh trên, họ muốn tấn công vào đó là con sứ giả cái khu vực đường dưới họ đẩy được, khu vực trên của họ đẩy được. Đó là một thủ án thử thành công đang muốn lấy tóc biến của đối phương, như tôi nghĩ là tương đối khó rồi. Những cái pha tấn công vừa rồi nó khiến cho Sam đi mất một lượng máu kha khá, anh ta vẫn chưa có được cấp độ 6 nữa. May mắn dành cho anh phía của tên hiện tại đó chính là họ đang tập trung lên khu vực hang sứ giả khe đất để có thể đánh đổi đi ít nhất là một vài cái gì đó ở khu vực đường dưới. Họ đang ở trong tư thế thua khu vực đường dưới cho nên họ không thể nào tác động được lớn lên những lớp khiên trụ có thể bù qua sớt lại bằng cái câu chuyện con sứ giả khe nứt này được. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là việc bạn thả một con Lee Sin lên khu vực nửa cánh trên thì nó có thể lộ khu vực cánh dưới một cái khoảng trống mênh mông để cho có một pha băng trụ thành công đến từ bên phía của LGD. Sammy cũng hiểu câu chuyện đó, anh chàng này không muốn có thể nằm xuống ở trong trụ của mình một cách gọi là oan uổng mà chả có một pha trao đổi gì, mạng đổi mạng cả. Thanh Thoát đang muốn có một pha đổ tiếp luôn. Họ chuyển lên cánh trên để có một tình huống tác động mạnh lên Gavay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó là Gavay vẫn đang có được cái nội tại nên tương đối khó. Thanh Thoát chuyển hướng, họ muốn có một cánh trên, họ muốn nửa cánh trên thành công hơn nữa. Họ cảm giác như bây giờ khu vực đường dưới nó hơi lạc lõng quá và quá khó để có được những pha thuận lợi, đặc biệt là những màn hạ gục. Cho nên quyết định của họ bây giờ đó là gia tăng lượng tiền cho bộ ba nửa cánh trên, rồi sau đó tận dụng nó để có thể ram xuống khu vực cánh dưới khiến cho qua Phelps một phần nào đó sẽ bị tác động mạnh. Nhưng bây giờ khu vực dưới nếu nhớ không làm trước đó là súng thiên lý thêm cái thăng hoa lưng dành cho Kramer, anh ta có thể chừa cho mình đó là cái súng thiên lý. Slowman chừa thăng hoa lưng. Vừa rồi thì khi mà đối phương di chuyển thì cái thăng hoa lưng kết hợp thêm cả đó là cái súng huyết tinh thì khả năng dọn trụ của anh ta cũng nhanh không kém. Bạn thấy rằng ba người lên khu vườn trên có luôn cả con sứ giả tấn công, có được trụ một khu vườn trên, nó trụ một toàn bản đồ thờ thoát, nhưng một mình Kramer có cho mình đó là trụ khu vườn dưới và anh ta có trọn vẹn cái nó trụ khu vườn dưới và ăn trụ với tiền một mình như thế này là 4.400 tiền. Anh ta trở thành người giàu nhất của ván đấu này khi về nhà có cho mình đó là cung phong linh ở phút thứ 11 thêm cái đó là vậy, thì cái khả năng tấn công đến từ những vị tướng như Lee Sin, như Rakan bị hạn chế đi khá là nhiều với việc mà thay đổi vị trí đến từ con Aphelios như thế này. Đây sẽ là một bước tiến rất là lớn dành cho anh phía của LGD. Còn bây giờ vấn đề sẽ là chuyển đường như thế nào đến từ anh phía của LGD. Tại vì ở khu vườn trên bây giờ khi mà không còn trụ dựa lưng đến từ Gavay thì cái cơ hội tấn công sẽ là nhiều hơn dành cho anh phía Thanatos. Tại vì cái khả năng thay đổi vị trí từ Z là khá dài nha. Vòng xoáy không gian kết hợp thêm với cả đó là cái hoàng tượng của con nó tên nữa. Hai vị tướng có khả năng tấn công khá tốt từ tầm xa như thế này thì Thanatos họ bắt buộc phải làm được điều này. Nếu như họ không làm được và không khai thác được vào con Mundo á thì cái công cụ mà bạn trước đó thả lấy trục nhất của vườn trên nó không còn hiệu quả nữa. Nó hơi khó, tôi cảm giác là tương đối khó. Nếu như một con Dr. Mundo chỉ đứng ở bên trong trụ, bạn muốn băng trụ đối với một con Dr. Mundo nó phải dựa cho một lượng sát thương và nó thực sự bùng nổ. Nhưng đội hình này của tên đã thoát cái sự bùng nổ đó, nó vẫn đang có một tí xíu hạn chế, họ cần phải dựa vào ba người. Nhưng khi mà đường giữa bị mất, Dr. Mundo sẽ được thông báo ngay lập tức và khi đó anh ta sẽ cố gắng núp càng sâu càng tốt, khiến cho bộ ba đó từ phía của Thanatos một phần ở đó sẽ không có được những tác động đủ lớn. Một cú án tử đang chờ đợi sẵn từ mắt đang bị hất tung lên, anh ta án tử không trúng xạ thủ và ta sẽ phải trả giá. Chiến công đầu đã có cho bên phía của Thanatos, phòng xé không gian tạo ra. Rammer đang tìm một cách để tẩu thoát, anh ta tẩu thoát để không để ánh trăng dẫn lỗ, đang rất nỗ lực trong tình huống bắn của mình nhưng không có bất cứ cái gì bất ngờ cả. 2-0 cho Thanatos.
một pha di chuyển vào rừng của đối phương chỉ có 3 người đến từ phía LGD mà thôi. Đó là sự bất ngờ thật sự. Bất ngờ đến từ Thunderthorpe nữa khi mà thấy tại sao có con Fred di chuyển ra trước mặt 3 người của mình mà vẫn có thể tung ra một cú kéo. Cú kéo của anh ta thì không trúng và anh ta chính là người bị án tử tình huống vừa rồi. Bị giữ là trước sát thương đến từ cả 3 vị tướng, đó là Ryan, đó là Rakan, thêm cả đó là Lee Sin và hãy nhìn một pha. Thật sự mà nói thì ngay cả cho dù có án tử vừa rồi chúng và dè lại chân nữa, những cái sát thương nó liệu có đủ hay không? Câu hỏi đặt ra như thế, tôi nghĩ chắc chắn là không đủ, còn đây là một pha mà Kramer ta tung cho mình nó là chiêu cuối. Nhưng cái sát thương trên lối của anh ta hiện tại không phải là quá nhiều nữa kìa. Cho nên hai người nằm xuống tình huống này là cái bước lùi khá là lớn đến tình huống LGD. Bây giờ thì họ đã bị đối phương dẫn trước về tiền rồi. Và bất con Ezreal hiện tại đang có khoảng trống từ nãy giờ. Khi mà anh phía Kramer nằm xuống thì xem đi có khoảng trống để cho mình là thêm số lính. Còn khu vực đường giữa thì CA có được cái khoảng trống đó, nhưng đất thủ của anh ta thì không lấy được. Và hãy nhìn đúng như khu vực đường giữa vẫn gọi là an toàn. Nhưng bây giờ thì con rồng để xem. Thôi là tốt, họ vẫn không dám đánh nè. Chắc là hồi nãy họ dùng khá nhiều thứ, như khi chúng ta nhìn vào đâu có cái gì gọi là quá quan trọng để bên phía có thể là thoát bỏ pha con rồng. Nó chắc là ok, có thể chấp nhận luôn. Vòng xoáy không gian bạn không có, cung ánh sáng của bạn không có, và đặc biệt chiêu cuối của bạn, chiêu cuối của con Rakan cũng không có. Họ bỏ rồng, chấp nhận câu chuyện đó. Nhưng trước đó bạn có được hai mạng hạ gục rồi, nó sẽ mang lại cho anh chiếc tên thoát một lượng tài nguyên kha khá. Đặc biệt đó là con Rai hồi nãy có được mạng chiến công đầu nữa, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều. Hồi nãy Rai ở khu vực đường dưới bị cái khó khăn đó là anh ta không làm được gì với Salad. Hồi nãy tôi có một pha mà tôi nhìn ở khu vực đường giữa, tôi nhìn cách biệt về mặt lính á, tôi thấy con Salad đôi khi có những cái tình huống, đôi khi có một vài giây phút nó farm hơn so với là con Rai phía bên kia, chứng tỏ là Dê đã có một giai đoạn đi đường không mấy thuận lợi lắm so với là Salad ở phía bên kia. Việc có được mà hai cục này nó khiến cho cái lượng kinh tế cách biệt đến từ Dê và CJ ở trong tầm này đã có được một khoảng cách nhất định. Chứ cái vấn đề nằm ở chỗ đó là tôi có cảm giác con Rai này sẽ cần nhiều trang bị hơn nữa so với lại giai đoạn hiện tại, ít nhất là món thứ hai, ít nhất là thêm một cái quyền trượng nữa, thì khi đó cái sức sát thương cũng như là cái sự bùng nổ trên từng nguồn trượng của con Rai này nó sẽ có được cái sự gia tăng nhất định. Thì khi đó Thanatok sẽ rất tự tin để có thể giao tranh. Còn trong khoảng thời gian này tôi nghĩ Thanatok chấp nhận bỏ con rồng, tại đó không phải là con linh hồn rồng chính, đó chỉ đơn giản là con rồng thứ hai dành phía của LGD mà thôi. Thanatok sẽ có được thêm nhiều cơ hội nữa và họ có thể tận dụng những cơ hội đó để có thể khai thác đối phương. Có thể nè, đó là con sứ giả cái nước chẳng hạn. Thời điểm nửa cánh trên của Thanatok từ nãy giờ không gặp bất cứ cái khó khăn, thời điểm họ có được cái trụ đầu tiên khu vực đường trên, họ có được một cái lợi thế về mặt mạng sườn ở phía trên rồi, thì việc mà họ tranh cướp để có được con rồng con xí dạng hơn đó, tôi cảm giác là nó dễ thở hơn tí xíu so với lại con rồng vừa rồi. Cái khoảng cách về tiền nó là 1.000 tiền cho Thanatok và LGD. Bây giờ thì kiểm soát cánh trên thì họ đang có cho mình đó là cái lợi thế, tại vì bây giờ di chuyển ra thì bạn thấy rằng chiêu cuối được hồi. Mà nếu chưa cuối hồi thì cái cơ sở đánh sẽ là cao hơn nhìn trên sơ thoát. Ezreal có mặt ở đây, Salad thì đang bận ăn cho mình đó con bùa xanh, sau đó ta di chuyển ra khu vực đường giữa. Như vậy là pha 5-5 đến từ cả hai bên. LGD không muốn bỏ con sứ giả này, họ muốn dùng con sứ giả để kiểm soát con rồng thứ 3 của ván đấu dễ dàng hơn. Và đây là một cơ hội cho anh Trung làm việc. Nãy giờ ta thấy anh Trung làm hơi sai việc một xíu. Tôi cũng công nhận điều đó. Con sứ giả Khai Đức đang con sứ giả Khai Đức đang được ăn bởi các thành viên của Thanh Thoát. Nhưng mà cái vấn đề là hơi khó, những cái góc đánh này là góc đánh mà họ đang có một cái đám lính ở khu vực đường giữa, họ cần phải giải quyết nó trước cái đã. Rồi sau đó hắn tính tới câu chuyện là di chuyển vào bên trong khu vực hang sứ giả Khai Đức. LGD đã muốn ngăn cản, họ đang có một sự tham lam nhất định ở khu vực này, họ đã có con rồng trước đó, họ không muốn một tình huống trao đổi. Họ tự tin là đội hình này giao tranh vẫn ăn được so với là Thanatok phía bên kia, cho nên họ quyết định là muốn khô máu thẳng mặt với các thành viên của Thanatok luôn. Chính Thanatok cũng đang có một lượng sát thương nhất định, chứ cái vấn đề nằm ở chỗ là Sam đi chưa có được món trang bị thứ hai. Sắp sửa tích xong được nước mắt rồi nhưng chưa có được món trang bị thứ hai, cho nên cái sức sát thương đó là Sandy ở giai đoạn này nó cũng đang ở mức độ gọi là hạn chế luôn. Và thích là thoát cảm giác như họ muốn buông thả con sứ giả Khai Đức này rồi, họ không có một thế kiểm soát. LGD thì để giải kiểm soát tốt hơn, họ đẩy lính vào trong khu vực đường giữa, họ tạo một cái thế dày đặc ở ngay khu vực bờ sông này, và bây giờ họ đang cho Thanatok một cái thế gọng kìm thật sự rất khó để cho Thanatok một tình huống lao vào tấn công, muốn đi hất tung lên sau đó tìm một cách bỏ chạy về. Vẫn là bên phía của LGD xuất sắc hơn ở trong màn trình diễn vừa rồi. Cái sự chủ động hoàn toàn luôn, đẩy lính ra đường giữa cho đối phương tụm lại khu vực đường giữa thủ lính, rồi sau đó tràn vào khu vực hang sứ giả Khai Đức, ép một góc quá khó khiến Thanatok bất lực hoàn toàn. Cái điều mà thiếu LGD làm tốt đó chính là khi mà bạn muốn tấn công ra mục tiêu hai bên cánh đó, thì bạn phải đẩy lính khu vực giữa trước. Đó là điều mà bất kỳ đội tuyển chuyên nghiệp nào cũng ghi nhớ trong cái tình huống mình muốn tấn công, tại vì lính khu vực đường giữa để trước nó tạo ra một góc tầm nhìn cho bạn. Nó không chỉ là những cái điểm tầm nhìn quan trọng, nó còn ở thế khi bạn thấy đối phương sẽ di chuyển như thế nào nữa.
Hôm vừa rồi thì LG sau khi họ để trước, tại vì họ có lợi thế từ việc là những công cụ hỗ trợ của họ đằng xa hơn so với đối phương. Nếu như mà lăng xương băng vào, lăng xương băng giữa đội hình của đối phương, nếu như mà chia bụng băng vào, băng phép giữa đội hình của đối phương, đó gần như là không thể đến từ bên phía của Thunderthorn. Trong khi đó thì những công cụ từ phía ngoài bạn thấy rằng can trường, thêm cả đó là cái chiêu thức bán huyệt thương của Xin Zhao có khả năng giữ chân đối phương lại trong một cái khoảng, và thêm những tầm độ bên phía ngoài tấn công được. Thì LGD có thể tự tin hơn là tại sao mà họ có thể đi ra khu vườn giữa với cả 5 người họ cùng đẩy, nhưng mà bên phía bên kia lại không dám đẩy trước. Thì con Aphelios đẩy dễ hơn, sau đó là Ezreal. Con Ryze thì không dám dơ mặt lên, tại vì anh ta dính cú kéo, anh ta có khả năng bị hạ gục. Nên sau khi đẩy khu vườn giữa xong, bên phía LGD di chuyển đến khu vực hang sứ giả. Họ có được con sứ giả của ván đấu. Con sứ giả thì lại nằm trên người Kramer, chắc là thôi thì ai ăn cũng được. Nhưng bây giờ là họ muốn dùng con sứ giả này để kiểm soát con rồng tiếp theo của ván đấu. Đây là một cơ sở rất quan trọng nha, tại vì có được con rồng bản lề và thêm cái là thời gian hồi chiêu cuối nguyên tướng kiểu như là Silas, thêm cái đó là Mundo, là công cụ rất quan trọng. Nhưng bây giờ thì những sức mạnh đến từ bên phía của Thunderthorn là chưa đến kịp thời điểm này nha. Cái khoảng cách giữa hai phao tranh đó là quá gần đi, khi mà anh Trung nói Sam đi cần trang bị thứ hai, bây giờ chỉ dừng cho mình đó là hai cái kiếm dài mà thôi, chưa cho mình đó bố chiến câu phiêu được, ngưỡng trang bị còn khá là xa. Trong khi đó thì ở khoảng một trang bị á, thì bây giờ thời điểm LGD đang mạnh hơn so với đội Twitter Talk khá là nhiều. Những tình huống quăng cái cây đàn guitar đến từ Gavay thì nãy giờ nó đang có một cái sự chất lượng nhất định, khi nó khiến cho bên phía Thunder Talk cứ lo né mà không tập trung vào bên trong khu vực rồng. Cung bánh sáng không đủ chuẩn, sóng âm không đủ chuẩn, rất nhiều kỹ năng định hướng đến từ phía Thunder Talk không đủ chuẩn. Tắt đèn đã có, mọi thứ đang dồn vào và đó là đồng tiết các thành viên của LGD. Họ bắt đầu nhắm vào Rakan, họ dứt điểm được Rakan, họ tìm những mục tiêu còn lại. CJ đã thấy mục tiêu đã quăng, sự tích quá chuẩn xác, lưỡi sáng quá chuẩn xác và có thêm mạng cuộc chiến thành viên của LGD. Hai màn hạ gục liên tiếp cộng thêm con rồng, không còn gì có thể tuyệt vời hơn cho LGD trong pha tranh vừa rồi cả. Họ có được hai mạng, họ có được con rồng bản lề của ván đấu, họ vẫn còn giữ sứ giả trên người Kramer. Và đó là như nói tại sao mà khi Thunderthorn họ không đánh phao vừa rồi. Tại vì khi mà họ đánh, những người băng vào của họ gần như là lạc lối giữa năm người của đối phương. Đấy là một góc yêu ranh rất là thuận lợi. Và khi bạn thấy rằng không có lính che chắn, những móc án tự đến từ Mark rất là nguy hiểm. Một pha băng vào đến từ Rakan, Rakan đứng giữa vòng vây của năm người đối phương. Ở phía ngoài sát thương không phải là quá nhiều từ Ezreal và Ryze. Ví dụ như đội hình này á, điều mà bên phía của Thunderthorn muốn đánh á, thì phải ít nhất là ba trang bị. Tại sao là ba trang bị? Tại khi ba trang bị đó thì bạn có thể thấy rằng những phát bắn thần bí đến từ con Ezreal nó sẽ sát thương cao hơn rất là nhiều. Thêm cả những phát trưởng đến từ con Ryze, cái sát thương nó gây áp lực bên phía bên kia, phát buộc phải lùi về. Không vừa rồi thì Ryze gây sát thương không bao nhiêu cả, chỉ kéo được khoảng chừng 1/3 lượng máu thôi. Đối phương hoàn toàn không sợ để thể bước lên. Ezreal chỉ có một trang bị, đó là búa rìa sát thần. Thì bạn có đâu sát thương để có thể đánh trong pha vừa rồi? Thì khi mà hai người băng vào, đó là Rakan, đó là Lee Sin, thêm cả đó là Nocturne, thì những người băng vào một cách đơn lẻ như thế này chỉ đơn giản là bị hạ gục bình tĩnh phía của LGD mà thôi. Và bây giờ thì LGD họ mặc dù bị dẫn trước về tiền, nhưng cái điều quan trọng thì bạn phải nhìn trên bản đồ, đó là họ có theo mình đó là ba con rồng nguyên tố rồi. Anh đang dẫn lối có thể phó trọng trường xeo băng bị dính án tử nằm xuống rất lẹ mà thôi. Lại một lần nữa là một thành công, đại thành công dành phía của LGD. Con Dr. Mundo này là một cái sự lựa chọn tôi cảm giác rất là chí nha. Pha giao tranh vừa rồi con Ryze với con Ezreal chỉ nhắm vào Dr. Mundo thôi. Khi mà con Rakan lao vô không ai phủ đam được hết trơn hết rồi. Và như vậy là cũng giúp cho anh phía của LGD giành chiến thắng. Mà bây giờ khi mà Gavay đang từ chuẩn bị có được một sự hồi phục trở lại, thì lại một lần nữa nó sẽ là bức tường thành phía trước, khiến cho bên phía của Thunderthorn cực kỳ hoảng sợ và không hề có bất cứ một cách nào cả. Họ chọn những carry chính là những con tướng sẽ gây sát thương từ một cái tầm xa khá xa và sẽ gọi là hit and run khá là nhiều dựa trên bộ kỹ năng của mình. Thì Nocturne, Lee Sin và Rakan cảm giác hơi khó để có thể gọi là tác động được lên ngựa của Aphelios, hay ít nhất là một con Thresh ở tuyến đằng sau được làm tôi cảm giác nó tương đối khó. Và vừa rồi là một trong những minh chứng rất rõ ràng luôn. Lee Sin thì dính án tử, rồi sau đó là lại thêm được một con Ryze với một SG chỉ được quyền bắn được bao người của Dr. Mundo. Và khi Rakan lao vô không có cách nào cả và tắt đèn đến từ lăng, và vừa rồi tôi cảm giác nó vô tác dụng. Khi mà đó là một tình huống mà các thành viên của LGD họ đã tụm lại với nhau thì chắc chắn rồi, việc bạn tụm lại nhau, bạn thấy nhau là một câu chuyện dễ hiểu trong cái tắt đèn đến từ một con Nocturne mà thôi. Và bây giờ đã có được thêm cái trụ hai khu vực đường giữa, kết hợp thêm là những màn hạ gục nữa, cảm giác như cái ván thi đấu này bắt đầu buông xa dành cho bên phía của Thần Tốc, mặc dù cách biệt hiện tại chỉ là một cái tiền. Có một cái trang bị khá là thú vị trong những phiên bản mới như thế này, khi bạn thấy rằng ngân sách thù hận, tôi đang không biết rằng Mundo của Gavay sẽ nâng cấp cho mình, đó là việc mà kích hoạt bằng người của ai. Sam đi và Yeah sẽ là hai mục tiêu mà ta kích hoạt chắc chắn là như vậy, tại vì khi mà ta kích hoạt bằng người đó thì bạn sẽ được nhận việc đầu tiên, đó là giảm được sát thương từ đối phương 30% sát thương giảm đi, là con số rất là đáng kể.
Và cái lượng hiệu ứng khống chế cộng dồn vào thì với Komodo có thể là không có, nhưng cái mục tiêu mà anh ta mong muốn chỉ là giảm sát thương từ đối phương, tại vì anh ta làm cái dàn trắng. Thôi tôi đang nghĩ đến khả năng là anh ta sẽ giảm sát thương đến từ một con rai, nghĩa là anh ta đứng phía ngoài, anh ta nhận giảm sát thương đến từ một con rai, và khi đó thì anh ta có thể nhận hết. À đây thấy rồi, trên người của Gia có một kích hoạt từ sức thu hận đến từ phía của Gavey, như vậy là anh ta sẽ người kiểu dạng như gọi là ngăn chặn hết tất cả mọi sát thương đến từ bên phía ngoài của Gia. Và những tình huống môi trường thì có thể là anh ta là người nhận trọn vẹn, và khi đó vừa được giảm sát thương đến từ một con rai, vừa có một lượng máu gia tăng, và anh ta cũng lên cho mình một cái mảnh giáp nhỏ, đó cái giáp áo choàng gai, để bạn có thể giảm hồi phục bên trong tấn công người của anh ta nữa. Thì ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng các sát thương sẽ bị hạn chế khá là nhiều từ Gia nha. Anh ta sẽ bị đẩy ra, gọi là bị zone ra, anh ta bị khép với góc để tấn công một người của Mundo mà thôi. Thì bốn người còn lại được chơi sẽ là cái nguồn sát thương khá là lớn đến từ bên phía của LGD. Và nếu như cái bán đấu kéo về lâu về dài như thế này thì bây giờ chỉ cần có thêm cho mình đó là những trang bị và kháng phép mà thôi, thì sẽ ngày càng khó khăn dành cho phía của Thanatop để tấn công vào phía dàn sau của LGD. Và cái vấn đề nằm ở chỗ đó chính là hiện tại khả năng chống chịu đến từ Gavey á, đó đa số là giáp khá là nhiều, nó khiến cho anh chàng này chống chịu mà kháng phép sẽ có hơi tí xíu gì đó bị lỗ hơn tí. Việc sử dụng găng tay này lên người, xin lỗi các bạn, đó là chính là cái sợi xích này lên người của Dê là một câu chuyện dễ hiểu mà thôi. Và hiện tại với cái việc gắn sợi xích lên người của Dê, nó khiến cho Gavey quá tự tin, anh ta cứ đứng ở phía trước mà không hề lo ngại là mình sẽ bị cấu rỉa gì quá nhiều cả, với khả năng chống chịu và cộng thêm là cái lượng máu của anh ta đang sở hữu nữa, quá nhiều thứ đều có thể giúp cho Gavey tự tin đứng dựa đối hình của đối phương mà không hề lo ngại là mình sẽ bốc hơi rất là lẹ. CJ quyết định lấy cái chiêu cuối, một pháp thần tốc, một cú la vào đến từ Sado. Sado đang tìm cách lùi ra, CJ vì cách này đã lấy và đang khiêu khích được Lăng Xuyên. Đó là đúng trường văn vĩnh thủ, giữ chân được hai thành viên, ánh trăng dẫn lối phó động trường, quy giữ chân được hai người, bắt đầu lao vào là Sado. Sado sử dụng can trường đứng thể phát ra và tất một pha bỏ cho mình là chân phép thành công của Lăng. Tôi nghĩ cái pha vừa rồi là pha Lăng Xuyên làm khá là tốt nha. Pha đó là pha mà anh ta né thành công được cái chiêu cuối của đối phương cướp được. Bây giờ là pha lao vào. Lao vào tấn công đang nhắm vào Aphelios. Aphelios ngay lập tức click đồng hồ, anh ta đang tìm cách để có thể bỏ chạy. Bút đứng lao vào cách hơi đơn độc bởi vì không có sự hỗ trợ đến từ Lăng. Và Lăng sắp sửa đi theo hỗ trợ bên mình rồi. Sado phía cách này đã có thể có những tác động rất lớn. Còn đường giữa bên phía của Tadotok thì không còn sống nữa. Lăng đang tìm cách để có thể bỏ chạy. Và trong khi đó phía cách này Ramon vẫn còn sống. Anh ta đang có cây súng. Quyết tinh và đó là một tình huống nguy mang lại rất nhiều sự hồi phục dành cho Ramer. Phó đồng trường đang bắn đi tiến chuyển sang thang hoa lưng và bắn tiếp. Mẹ gục ly tiếp dành cho người chơi đường giữa của LGD và anh ta chưa muốn dừng lại, tiếp tục là mẹ gục tiếp theo dành cho CJ. Một pha giao tranh mà LGD họ có được những điểm hạ gục quan trọng. Bạn thấy rằng khi mà bên phía của LGD họ mất con rồng, những cái điều quan trọng là họ có pha giao tranh một con Aphelios, họ không nằm xuống tình huống rồi. Và Salad bỗng nhiên thành con Salad 501 và nhìn trang bị bây giờ Salad sẽ ngày càng gia tăng cách rất là đột biến. Và đây là pha tranh khi mà đã né thành công chiêu cứu đối phương, nhưng khi ba băng vào này, sự hỗ trợ đến từ con Crash dành cho Aphelios là quá nhiều trong tình huống này. Dùng cho mình lưỡi hái xoáy khiến cho cái sợi xích khó khăn dành cho anh phía của Rammer mất đi. Và sau đó anh ta còn tung cho mình quán tự chính xác, còn có thêm cả đó là cái đóng hộp nữa ngăn chặn khả năng bạn vào. Nhưng đây thêm một tình huống đó đặt cho mình lọc đèn chính xác giúp cho khả năng lui về đến từ Kramer. Và Kramer bị quá nhiều thứ để đối phương bạn vào nhưng anh ta vẫn không bị hạ gục. Và hãy nhìn thấy đây một khả năng tấn công tiếp tục, muốn W lên kích hoạt cho mình đo trừng phạt đánh thường nhưng sát thương vẫn là không đủ đến từ bên phía của siêu phân. Ba người băng vào, nhưng đây là sự băng vào đơn lẻ. Và phía ngoài thì bạn thấy rằng sát thương đến từ Gia, sát thương đến từ Sam đi không phải là quá lớn. Và con Salad có 4.200 sát thương trong phao tranh vừa rồi. Quá nhiều sát thương đến từ bên phía của Salad. Và cái nhiệm vụ của Mundo bây giờ cũng rất đơn giản mà thôi. Công việc của anh ta là cứ đối phương con Rai đứng ở đâu thì anh ta cứ đứng lên chặn hoàn toàn con Rai. Tại vì cái trang bị rất là lỗi nha. Gắn sức thù hận là trang bị cực kỳ lỗi khi bạn thấy rằng giảm 30% sát thương. Và anh ta lên rất là nhiều máu như thế này nữa. Trong khi đó thì Gia anh ta vẫn chưa có cho mình đó những cái trang bị xuyên kháng phép. Rất là khó dành cho anh Tico Gia. Bang lao vào một cách bất chấp. Đây là một tình huống bơi khá ổn đó từ CJ. Anh ta đang bị đẩy ra nhưng lập tức những người đồng đội của anh ta chạy tới hỗ trợ. Bốc hơi quá lẹ, đó là Pudding. Đúng như cái tên anh ta vậy. Từ nãy giờ bị cắt ra để bị ăn hoàn toàn mà không có cách nào để thể gượng lại cả. LGD sẽ tiến thẳng vào khu vực Hammeron mà không hề lo ngại. Hãy nhìn Rai, tầm này là Ron là không còn là Rai nữa. Ron quá Ron ở những tình huống xử lý và cũng phải trả giá khá đắt đỏ.
Thanatos sẽ làm gì đây? Họ đang mất đi Pudding, một trong những công cụ có thể tạo một lượng CC kha khá. Bắt vào một hỗ trợ, Lăng Xin bắt vào một hỗ trợ, nhưng ta đang khá đơn độc khu vườn trên. Đó là CJ trưởng băng vĩnh cửu dương chân cái người sao đủ W, sau đó lao lên tấn công ngay lập tức. Anh ta tung ra can trường, anh ta bắt đầu bơi vào, ta hỗ trợ cho CJ bơi quắn quá khỏe. Sam đi phía cánh này vừa chửi bởi vì không ai hỗ trợ cho anh ta được cả. Sam đi sẽ nằm xuống. JR đi đâu đây? JR ra khu vực đường giữa. 12-4 giờ LGD có lẽ tầm này J sẽ phải lùi về, còn trong khi đó thì LGD có thể nhắm khu vực hàng Baron, có thể quay trở lại có được con Baron luôn. Khi mà Kramer cho mình đó giáp thiên thần rồi, chúng ta gần như không thể nào bị tấn công đến từ Thanatos nữa. Và khi mà họ nhắm vào đó là con Salad thì bạn thấy rằng trang bị thời gian họ chiêu Salad là rất là nhiều trong tình huống như thế này. Ẩm cơ vũ trụ đã có, băng trượng vĩnh cửu đã có, kết hợp thêm cái đầu hồ cát bây giờ thì ui, cướp chiêu cuối chỉ để lên như thế này thì đây là pha muốn 1v1 đến tình phía của CA. Đồng hồ của ta có nhưng để xem, không hồi đồng hồ kịp 1000 tiền. Nó lại thuộc về Pudding. Lấy cái gì để cản bây giờ? Khó lắm. Ui, một cái đàn guitar đập vỡ cái đàn liền Gavai ơi. Hai cái, à ok, Pudding tới che rồi. Pha đó nếu như tôi nghĩ Pudding mà không chạy ra che, có khi con Ryan này đi á. Tại vì bây giờ đấu một cảm giác như hơi buông thả, nó như bạn để cho Gavai là người tác động để nó nhớ cái sợi xích lực cắn trên một chiếc dê, kết hợp thêm đó là những tình huống win liên tiếp, khiến cho bên phía của người chơi đường giữa tương đối khó. Còn đây là pha bạn thấy rằng khi lao lên đến từ phía của CN, ta có cho mình đã băng trụ vĩnh cửu, có cho mình đã cả đồng hồ. Với cái phong lôi thương thêm cái là can trường như thế này, lượng sát thương ấn tượng còn xin dao cũng là khá nhiều. Và họ còn có cái vòng tròn bán nguyệt thương nữa. Bạn hãy nhìn cái vòng tròn bán nguyệt thương nó khiến những cái sát thương phía ngoài từ gieo, thêm cái xem đi không tấn công vào được dàn tuyến sau, vì CA rất là thấp máu rồi. Còn những người tới sau thì cũng chỉ đơn giản là dọn dẹp mà thôi. Kramer có lỡ lên độ cực kỳ chắc chắn nha. Sau khi nâng cấp cho mình cái đồng hồ, xài đồng hồ xong, nâng cấp lên cả cho mình đó cái giáp thiên thần. Với giáp thiên thần như thế này thì bây giờ tôi cũng không tìm ra một cách nào cho anh ta bị hạ gục, trừ những tình huống mà anh ta quá sai lầm mà thôi. Tại vì bây giờ đội hình đến từ bên phía của LGD ấy, đánh xoay quanh con Aphelios rất là dễ dàng. Bây giờ đều phải bố tiên phải bỏ chạy nha. Chứ giờ lấy cái gì để đánh nhau? Dê với lại Pudding chắc chắn là không phải là đối thủ của một Shadow với lại một CJ phía bên kia rồi. Nó tương đối khó. Hãy nhìn CJ một lần nữa lấy bộ pháp thần tốc, nó hợp lý. Lấy pháp thần tốc là bơi dễ lắm. CJ bắt đầu tìm mục tiêu. Lăng đang đứng yên tại chỗ, ánh trăng dẫn lối pháo trong rừng. Quy cái giữ chân hai người, Pudding có thể là mục tiêu. Anh ta bị không bị dính quy đến từ một con Doctor Mundo cho nên không có thể bỏ chạy được. Những cái vấn đề nằm ở chỗ là con rồng đã ra và thời điểm cho linh hồn rồng đang có. Gavai đang đứng che làm tất cả mọi thứ để có thể che. Lính đường giữa không có, nó khiến cho bên phía của Thanatos không thể nào có được những cái tác động lên được cái trụ hai khu vực đường giữa. Họ đang bất lực thật sự. LGD đã macro sẵn rồi, họ sẽ đẩy một cái đợt lính ở khu vực đường giữa, sau đó họ mới di chuyển ra khu vực đường dưới. Lăng, đừng, anh lăng lũ đạn nó đi anh ta. Án tử trúng là sao? Không có gì khó. Cả thôi rồi, hơi khó cho mát không xíu. Nói chung mặc dù bạn có thể kiểm soát được cả các Facebook nhưng mà để tìm anh Lăng vừa rồi cũng hơi khó. Còn để khu vực đường giữa bây giờ tính đai về khu vực qua tóc tiếng đá phải nói là quá chuẩn chỉ đến từ người chơi đi đường bên phía của Thunder Thoát. Đây là một cú đá có thể giúp cho đội này thua lẹ hơn rất là nhiều. Một tình huống lao vào tấn công rất mạnh mẽ đó là CJ và Grammar biết bên ngoài chỉ việc bắn, không ai cản được cả. Hãy nhìn Mundo cởi cả áo và bắt đầu quăng vào toàn bộ đội hình của đối phương cái đàn guitar và không có cái gì có thể cản LGD ở trong ván thi đấu đầu tiên này cả. Baron đang có trên người thì end game là một câu chuyện dễ hiểu mà thôi. Chúng tôi cảm thấy điều khó khăn cho tình huống này dành cho Thunder Thoát không, tôi chứ không hiểu tại sao mà có thể không hiểu cảm giác mà có thể ngăn cản được con. Cái linh hồn rồng gió dành cho Mundo cảm giác rất là khủng khiếp nha. Bạn vừa được tôi được chuyển gia tăng là thứ nhất. Thứ hai là Mundo khi bật cho mình nơi chiêu cuối cũng được chạy lẹ. Và thứ ba khi kích hoạt linh hồn rồng gió bật cho mình nơi chiêu cuối thì bạn còn được gia tăng đội chuyển nữa. Thì một con Mundo cứ ủi thẳng ở phía sau. Những cái khoảng cách chênh lệch đã là quá lớn giữa hai đội rồi. Nó có số 8.000 tiền nhưng nó còn về mặt chất tướng nữa. Và kết thúc ván đấu một cách rất là nhẹ nhàng cho LGD. Bạn thấy rằng 30 phút trôi qua một ván đấu mà cũng không có quá nhiều điều để nói, khi mà cả hai bên thi đấu rất là chậm rãi đến mục tiêu thì LGD vẫn thể hiện mình ở trên tầm so với bên phía của Thanatos. Ván này trên lệch quá nhờ. Tức là có được hai mạng hạ gục nhưng bạn không có được con rồng, không có được con sứ giả trong pha đầu, bạn còn bị ép mất con sứ giả trong pha đầu mặc dù bạn đã nỗ lực thả con sứ giả đầu tiên để bạn có được cái lợi thế mặt kinh tế cải thiện nó ở nửa cánh trên nhưng vẫn thua. Thì cái này chắc chắn rồi, đây là cái ván thi đấu đầu tiên mà cái sự rõ rệt về mặt trình độ đến từ cả hai đội nó quá rõ ràng. Khả năng macro
LGD nhỉnh hơn. Để coi trong ván thi đấu thứ hai Thunder Talk có sự thay đổi hay ít nhất là cải thiện gì hay không, hay sẽ là thêm một ván thua nữa dành cho họ.